Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Bình Huy thì vừa về một chiếc xe Hyundai. Các bạn xem về chiếc xe này. Đây là Hyundai Tucson nha các bạn, máy xăng. Đó, thì các bạn xem về chiếc Hyundai này. Kiểu dáng khá là đẹp nha. Các bạn xem qua. Đó. Đèn pha này ha, đèn pha nó dùng bi led, hai bi luôn nha các bạn. Nó có giải đèn led ở phía dưới luôn, đèn cản phía dưới này đó, rồi có thêm cái cửa đèn pha luôn. Đây là cái nắp đại này, khi mà bằng bật đèn pha này, bằng bật công tắc cửa đèn pha thì lúc đó là cái nắp nó sẽ trồi lên và nước nó sẽ xịt ra, nó làm sạch đèn pha cho mình. Đây, các bạn xem một vòng về chiếc xe này nha. Mâm Hyundai khá là đẹp nha các bạn. 5 chấu chữ V. Đó. Nó khá là bắt mắt. Thứ nhất là về cái dạng khoai ở trong nó còn viền màu xám nữa. Nó kiểu là cũng là kiểu V này. Các bạn thấy khá là đẹp nha. Vỏ thì còn rất là tốt. Ở bên mình thì đã kiểm tra tổng thể về cái chất lượng của chiếc xe. Các bạn xem về cái chất lượng của sơn của xe này cũng khá là mới. Thì đối với chiếc xe Hyundai Tucson này thì bên mình mới vừa đánh bóng xong và vệ sinh nội thất bên trong, thì mình sẽ làm cái video để gửi đến các bạn để các bạn xem về chất lượng của chiếc xe này, xem như thế nào nha. Đèn dễ đèn led phía sau các bạn nhìn thấy đó, khá là đẹp. Với cái anten ở bên trên mui. Về phía phần cái cản sau thì ngoài cái đèn phản quang phía sau thì Hyundai Tucson được bố trí dải cảm biến da ở phía sau, nó gồm có 1, 2, 3, 4 cảm biến nha các bạn, cùng với đó là camera da. Rồi mình đi sơ lược một vòng bên xe. Nước sơn và cái độ sáng của phần sơn thì khá là mới nha các bạn. Các bạn nhìn ha, tay nắm cửa. Đây là xe này thì được sử dụng cái nút bấm ra vào cửa của mình các bạn. Chỉ cần nhấn nút này thì cửa tự động mở thành tự động lóc lại. Rồi. Thì mình mời các bạn xem sơ lược về cái khoang nội thất bên trong luôn, để coi cái chất lượng da của xe như thế nào và nội thất ra sao. Mình mời các bạn. Đây, mình mời các bạn xem về cái nội thất bên trong của chiếc xe Tucson này, Hyundai Tucson 2016. Đây, nội thất tắp bi cửa còn khá là mới nha các bạn. Thì tắp bi cửa này có màu đen và màu kem xen lẫn nhau, làm cho cái phần nội thất nó mang một cái sắc gì đó rất là mạnh mẽ. Cửa gió điều hòa thì được bố trí trên táp lô, về ngoài là bố trí đây thổi thẳng ra mặt á, ra người á, thì nó còn bố trí cửa gió ở phía trên thổi lên trên nữa các bạn, làm cho cái hệ thống lạnh của xe được tối ưu hóa nhiều hơn. Đây các bạn xem ha. Cái phần nội thất ghế thì chỉnh điện nha các bạn. Da ghế đục lỗ màu kem khá là sạch sẽ và sang trọng. Xe này thì hệ thống gương thì gập điện rồi nè, chỉnh điện kết hợp đèn báo rẽ. Cửa thì có chỉnh điện
lên xuống kính. Rồi cửa thì trước bên tài xế thì có chức năng tự động lên xuống và chống kẹt nha. Đây, cái số của chiếc xe này là 66.828 cây số nha các bạn. Số chính xác luôn ha, bên mình không có tua gì lại cây số nha. Cho nên là các bạn mua xe bên mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đảm bảo không đông đụng nặng, không ngập nước, không thủy kích. Đồng hồ km là chính xác, hoàn toàn chính xác nha các bạn. Đây, màn hình của chiếc xe này có những thông số màu xanh dương khá là đẹp, làm cho đôi mắt mình nhìn rất là dễ chịu. Hệ thống điều hòa của xe này thì nó sử dụng hệ thống lạnh có chế độ auto nha các bạn. Khởi động bằng nút bấm start up khi mà khởi động máy, rất là tiện lợi, không phải dùng chìa nữa. Và trên vô lăng thì tích hợp rất nhiều các tính năng, với kiểu dáng của vô lăng là có những cái viền mà bạc ha, khá là đẹp. Vô lăng này bọc da luôn nha các bạn, cầm rất là sướng cái tay. Đó, chế độ đạp thoại rảnh tay, rồi điều chỉnh âm lượng, chuyển kênh. Đó, ngoài ra thì đối với chiếc Tucson này thì chế độ chạy tự động cruise control các bạn ha. Đó, rất tiện lợi và với một cái dòng xe Hyundai trang bị khá là đầy đủ các cái phụ kiện, các cái tính năng ở trên xe. Hyundai thì sẽ mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm về cái công năng rất là tuyệt vời. Đây các bạn xem sơ ha, thì đây là cái cửa sổ trời của chiếc xe Hyundai Tucson. Đó, kéo dài từ phía trước ra phía sau, các bạn mà ngồi là có thể là quan sát hết các không gian ở phía trên. Mình không muốn thì mình có thể đóng lại nha các bạn. Rồi, chiếc xe này thì các bạn xem qua nha, mình có thể điều chỉnh ở phía trên cái đồng hồ này là mở phần cốp sau đó. Rồi mình có thể điều khiển được mở cái cửa lùa này rất là tiện lợi nha các bạn. Đây, giải hàng ghế phía sau đây khá là rộng rãi cho một chiếc xe Hyundai Tucson 2016 máy xăng, sử dụng gia đình rất là thích hợp. Xe thì được dán phim cách nhiệt hết rồi các bạn, cho nên là các bạn chỉ cần việc lái xe về và sử dụng thôi. Đó. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Mình là Huy. Thì nếu như mà các bạn cảm thấy chiếc xe này phù hợp thì vui lòng liên hệ với Huy qua số điện thoại trên màn hình để Huy có thể tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục cho chiếc xe này.